Ngày hôm nay nhận một kèo vô cùng oái oăm, đang trên đường đi bốc vác thì có mấy anh em hỏng khóa, thế đến kiểm tra giúp anh em thì mở ra trong hộp toàn đất như này luôn anh em ạ. Và sau khi mở được rồi nhưng mà vặn nó không tụt chốt, cũng không biết như thế nào. Thế xong cuối cùng lại phải loay hoay mãi lại được cái cửa ra. Trong thời gian chờ đợi này. Không phải đâu. Không được nha. Đã đóng vào đây nó phải tự sập này, nhưng mà nó bị bằng như này là không phải này, ngược này. Rồi bây giờ tháo hết ra làm lại này. Tôi mất gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để sửa 3 cái khóa này. Một cái thì gần như là không thể sử dụng được điện nữa rồi. Còn một cái thì vẫn dùng được nhưng mà cơ thì hỏng. Thế bây giờ tôi phải lấy một ổ khóa vẫn còn đang dùng được nhưng mà nó hơi bị chập chập một chút, lấy cái phần cơ tốt về lắp cho cái phần điện, thế là dùng được một bộ. Sau đấy thì sửa lại cái phần điện của một bộ khác, thế là dùng được 2 bộ. Còn một bộ thì gần như là sửa cho 2 bộ kia rồi, không còn dùng được nữa. Ok. Ok chưa? Rồi, tuyệt vời. Đầu ngã ba. Đây là có anh đừng phá nhá, đừng phá nhá. Có bao nhiêu người nữa thì ẩn ý gì không? Không, cái này nó chỉ là mong muốn là nó sẽ bảo mật như vậy thôi. Em ơi, dưới đấy còn đông người không? Nhìn mặt tôi kiểu hợp với chỗ người, nhìn mặt ông Vân Võ kiểu hợp với mấy vai kiểu thì tốt. Còn hiện trường có thế là còn bảo đến đúng không? Chia này, chia thì sao? Chia cũng thế. Cũng không vặn được đâu. Vặn sắp gãy cả cái cửa khóa. Được rồi. Ngày hôm nay tôi nhận một kèo khóa tay gạt còn chìa nhưng mà cái chốt không mở được. Tháo cái hộp này ra để kiểm tra phát xem nó có bị rồi không. Gấp lắm không? Gấp chứ mày. Rồi. Xem nào, cái này thì không sao này, khóa này không vấn đề này. Mở ra. Ui giời, má ơi. Mở đi. Ok, đấy, thế thôi, đỡ phải thay. Hôm nay tôi nhận một kèo mở một cái khóa ô tô quên chìa trong xe, cách cửa hàng của tôi tầm 40 km. Ok. Ok, một cái việc nhỏ nhỏ thôi. Mong là mọi người đi lại qua đoạn cua này cũng an toàn hơn. Bây hoàng mơ một vì sao rơi đây không được như ai. Đá này thì có thể là một là từ trên vách này nó rơi xuống, hai là có những cái xe người ta sửa hoặc là để chắn ấy, nó dốc như này này. Đấy, kiểu vậy. Wow. Bật mount. Đây là cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh này, bên kia là Trung Quốc này, anh em nhìn thấy nhà luôn chưa? Tôi đang đợi khách để mở cái khóa xe ô tô. Alo. Anh đi đâu rồi? Em đang ở trước cửa khẩu ấy, anh ở chỗ nào nhỉ? Em quên mất rồi. Đi vào chỗ cái lúc anh sửa. Bàn chân. Ok, đợi anh tí. Cắm vào bên nào? Hả? Cắm vào bên nào? Cắm vào bên này. Bắn bên này đúng không? Bắn bên này là mở à? Bên này. Cắt cái chìa thì nhanh ấy mà. Bây giờ mở như này không phải cần thay ổ khóa này đâu. Không, không phải thay gì đâu, vẫn dùng bình thường. Tí nữa mình lấy chìa xong mình kiểm tra luôn. Thằng con đi là thế là cầm cái điện thoại xong cầm đấy. Nè, thử vào lấy cái chìa ra đây để kiểm tra cái đã. Đi, lấy đi, cứ lấy. Không quên nào. Bây giờ cắm vào đi, cắm vào thử đi. Từ từ đã. Vẫn ok. Vẫn mở được không? Khóa chưa? Có. Vẫn đi lại xa thôi chứ còn đi mấy chục cây mở mỗi cái ô tô thật lười lắm. Thôi nhé, được rồi, em đi đã.
Bây giờ lại đi vòng sang bên Quảng Hòa mất. Anh em đã nhìn thấy cái quả kết sắt ở đây rồi. Để ở ngoài đây giờ nó dỉ hết rồi. Hai quả kết vứt ngoài trời. Để cao quá. Bây giờ là 4 giờ chiều tại làng rèn Phúc Sen của Cao Bằng. Đây. Đây là sản phẩm dao thái, hay là có những con giống như này nhưng mà nó dùng để chặt thái, chặt gà vịt, chặt xương cũng có. Cái sản phẩm nón lá, đường kính rộng của loại này là 40cm. Khi mua về có dây sẵn rồi, còn loại này là 50cm, hơn vai của tôi. Ngoài ra thì có những cái sản phẩm dành cho các em bé. Các em bé như này, rộng, đường kính là 30cm. Đấy, khi mua thì vẫn có buộc dây cho các em bé sẵn rồi. Loại đây là cái quả dưa chuột siêu to khổng lồ đây. Đây, cái quả này già rồi thì bóc hạt, đấy, mang đi rửa đi xong để vụ mùa năm sau chúng ta. Đây, cái này phơi này. Đây, cái này phơi rồi. Cái này khô hơn, cái này vừa mới phơi này. Để sang năm chúng ta lại có cái giống to như này chúng ta gieo. Thì bà con, đấy, trồng ở ngoài đồng, ngoài ruộng như này. Thì mọi người ngoài những cái thời gian mà làm rèn ra thì còn làm thêm, trồng thêm hoa quả vụ mùa. Hay là trồng thêm ngô, khoai, sắn, lạc, rất là nhiều thứ. Cuộc sống của những người nông dân ở Cao Bằng còn nhiều cái vất vả, nhưng mà mọi người cố gắng làm hàng ngày. Cái kia hình như là hạt sầu riêng đúng không? Phải không? Khó khăn thật sự. Cô kéo ô tô hết mình, giang xe đã lâu, không biết còn chì hay không. Chào bác. Chào anh. Dạ, em đang ngó chưa thấy ai cả. Xe nào anh nhỉ? Ôi dồi ôi. Vâng, em đang kiểu gì cũng phải ra thôi. Nói chung là để em xem đã. Bây giờ cũng chưa biết được thế nào. Kiểu gì cũng phải ra thôi, chắc chắn là như thế. Nhưng mà ta cứ tìm, tìm xem cái phương án thì nó càng lâu càng tốt. Cố gắng nhanh nhất có thể. Nhiều ít thì nó cũng chỉ được từng đấy rồi. Còn thêm bo thêm thì lấy, không thì chịu thôi. Ấy, chưa đâu, đếm thế thì không được. Đùa. Đấy, mình quay đi phát, mình quay đi. Đấy, thấy khổ không? Ấy cái gì đây? Dây điện sao lại đấu dây? Bên kia mở ra chưa nhỉ? Đây. Em gửi chìa khóa đây, tí quên này. Đây nhá. Em cảm ơn. Dạ vâng. Chào anh. Chào anh. Em về đã. Dạ vâng ạ. Lại tiếp tục là một chú ô tô hết bình. Smart cây xe máy mất hết remote, mất hết cả mã, phải làm như thế nào? Ôi anh em, con này nó là đời bao nhiêu nhỉ? 26 hả nhỉ? À, không chứ. Đâu? Ui, phải. Mã nó có 9 số cơ, cái này gãy mất rồi. Cái mã này nó là mã gì nhỉ? 4 số này. Đối với chìa khóa sử dụng lại smart key khi mà chúng ta mất hết cả remote khiển hay là chúng ta mất hết cả mã ID đi theo cái hộp khi mà mới mua, thì bây giờ chúng ta cần phải sử dụng đến cái smart tool hay là một cái máy gì đấy để có thể tìm được một cái mã. Thường nó sẽ có 9 số. Thì bây giờ sau khi mà tháo được cái hộp SCU này ra thì chúng ta sẽ sử dụng máy để đọc. Sau khi đọc xong thì tôi sẽ cóp nó ra một chiếc khiển trắng mới. Sau khi cóp xong thì kiểm tra và bàn giao cho khách thôi. Đấy, nó rất đơn giản. Ví dụ như là chúng ta đã tìm được cái mã đấy. Nếu như mà không có máy thì chúng ta có thể là nhập bằng tay. Sau khi nhập bằng tay xong thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bình thường. Còn nếu như có máy thì chỉ việc ấn bằng máy là máy nó tự hoạt động. Đấy, làm mọi thứ luôn. Mình không cần phải nhập tay, nó đỡ mất công. Nhưng mà vẫn phải tháo xe ra để kiểm tra hộp SCU. Sau đấy thì lắp lại và bàn giao. Thôi đấy, check phát xem nào. Cái điện chắc là phải sạc vào, đây thấy nó hơi yếu. Vậy là tôi đã thành công làm lại smart key cho anh khách. Mất cả khiển, mất cả mã. Với 3 tờ màu xanh rất nhẹ nhàng, tình thương mến thương, giúp đỡ nhau bằng tấm lòng, 3 lần tấm lòng thì thôi. Ok, thì nếu như mà anh em mà có những cái điều khiển smart key, hay là có mình có nhặt được, hay là có những cái mình không dùng đến của những cái xe cũ nữa, bên tôi có thu mua lại những cái smart key cũ này của anh em với giá cao nha. Anh em có thể ới tôi. Cảm ơn anh em. Tôi đang nhận một kèo chép thêm điều khiển của quấn mã gạt. Vâng, có cái khiển nó đang dùng được cho em mượn với. Đó, thử cứ ấn thử đi.
Ngày hôm nay tôi chỉ nhận là chép thêm một điều khiển thôi. Thật ra chép thêm thì rất đơn giản, anh em chỉ việc là chép giống y nguyên như thế. Còn nếu như mà không làm được, anh em có thể ới tôi, có thể hỗ trợ cho anh em trực tiếp. Còn đối với cái phần mà anh em muốn đổi mã thì mình có thể lên hộp mình đổi một cái mã khác theo mong muốn của mình, và mình đổi cái khiển lại theo cái mã đó là xong. Đây đây đây, có thể lúc được lúc không thì biết lúc nào, cũng hơi khó. Đấy, nó ok rồi, nó chỉ là đổi mã thôi mà. Đấy, được không? Rồi đấy, rồi, ok em xin. Anh em có thể tự mua về tự chép tại nhà, điều khiển mã gạt trong giỏ hàng của tôi. Ôi trời ơi, cái kiểu gì? Khóa chống cắt còn chìa nhưng không mở được, phải làm như thế nào? Vâng, đi đường nào nhỉ? Không lâu quá thôi, nào. Con bật điện không? Vâng, có thì tốt quá. Để nhìn cho nó rõ. Đâu đưa cho em mượn cái chìa. Này, hai cái này. Không có cái nào gốc à? Hai này đều đánh lại. Không có cái nào gốc được. Ok, đây. Ôi trời ơi, cái kiểu gì? Có cái này không phải. Cái nhà chỉ khóa kiểu gì thôi. Ok, cái này mở đâu cái này? Đây, có chìa thì dùng. Đây, đỡ phải để lùng lắng kia. Thử đi, thử lại trong cái đống này xem nào. Chìa này vừa thử chưa? Đấy, vừa mới mang ra đấy, nhưng mà... Cái này không phải này. Có nào phải đâu. Cái này cũng không phải này. Cái này cũng không phải luôn. Thế là chả có cái nào phải à? Ừ. Anh luôn. Thôi cứ cầm về xong mà hôm nào qua đưa cho nhá. Ờ, ừ, cứ làm cho cái chìa. Khỏe đấy. Ba bác. Nhà không tập luyện bao giờ gì suốt này. Đây không vào phải đóng phim à? À em vừa về vừa về. Gọi hacker à? Không làm được đâu. Gì đấy? Vâng. Người kia hả bác? Đây rồi, đây rồi. Đấy, chìa áo phải à? Rồi. Dạ vâng, đây đợi em tí. Được rồi mà. Coi đây. Đây là kèo khóa tay nắm tròn, còn chìa nhưng không mở được. Ok. Hay quá nhỉ. Thôi đi đã. Được rồi nhé, đấy đi. Anh gửi tiền. Thôi phải tiền đâu. Sao cạnh đây có cái gì? Anh em cạnh nhau có cái gì? À đưa nhé, em đi về đã. Quả đồ đi làm của tôi nó tầm gần 12 cân anh em ạ. Ngày hôm nay tôi nhận một kèo thay một bộ khóa tay gạt mới. Sau cái cửa này dùng thời gian thì kéo nặng và vặn không được, thì kéo mạnh quá gãy mất cái tay, bây giờ cần phải thay hộp khác. Vâng, cái khóa kia ở đâu cô? Có bị gãy đâu? Trên nhà vệ sinh. Đó là đây. Gãy luôn à? Đấy, cái thùng rác kìa. Đầu tiên để mà thay thế thì phải tháo bỏ hết tất cả những cái khóa cũ hay là những cái hộp cũ, nắp cũ ra. Sau chúng ta sẽ lắp y nguyên vào như thế. Đơn giản nó như vậy thôi. Thì theo cái phương án là tháo cái gì ra trước thì lắp cái đấy vào sau, tháo cái gì ra sau thì lắp cái đấy vào trước. Cũng đơn giản đúng không anh em, cực kỳ đơn giản. Tháo cái tay ra xong rồi tháo cái hộp ra, kiểm tra cái hộp thì nó bị mắc. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái hộp mới. Sau khi kiểm tra cái hộp mới thì đấy nó bị ngược này, vặn ngược nó lại. Đây, bây giờ nó đang bị ngược này, anh em nhìn này, nó đang bị ngược này. Nhấc cái này lên này. Nhấc cái này lên này, ấn vào này, xoay này. Đó. Rồi, xoay lại. Đấy. Bây giờ nó vào này. Vào trong này. Ok. Rồi sau khi mà lắp xong cái phần tay khóa xong thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra cái phần chốt ở bên còn lại. Cái phần chốt này hiện tại là không đóng vào được, chúng ta phải tháo phần chốt cũ ra để đo lại xem nó cao, nó thấp, nó cần vào sâu bao nhiêu. Thì chúng ta nếu mà sâu quá thì phải khoét, còn không thì chỉ cần dịch lên, dịch xuống hoặc là trái phải thôi là được, cực kỳ đơn giản. Đó.
cái cũ kia là nó không đóng được, thế là giật mạnh thì là nó gãy. Đấy, cái hộp kia nó hơi kẹt này. Đúng không? Nó phải đúng như thế mới được. Cái cũ của nó có ăn không? Ngày hôm nay tôi nhận một kèo khóa tay nắm tròn cái kẹt. Còn chìa nhưng không mở được. Cô ơi. Kẹt không vặn được hay là thế nào? Hay là kẹt ở đấy? Ui giời. Ờ, cái này vẫn đang vặn này, chắc là nó do kẹt cái chốt này rồi. Yeah. Nó kẹt cái chốt này chứ không phải là do chìa đâu. Bây giờ phải nậy thôi, bắt buộc phải nậy mới mở ra được, mở ra mới thay được. Ừ. Bây giờ nó còn đang kẹt này. Phải thay khóa. Thay cái cục này thôi. Ở đây nó có một cái chốt. Hiện tại nó đang kẹt cái chốt đấy. Đấy. Không nậy được. Không phải cái quạt kia là nó bị đâu thì nó cắt. Ôi giời. Ôi má ơi, đây nó mắc cái này. Này, nó mắc cái này nó bung ra này. Này, nó không tụt vào hết. Không vặn được. Cái mép kia người ta cố tình để đẩy ra cho nó mắc vào cái hờ này. Nhưng mà khi mắc vào cái hờ này thì nó bị kẹt luôn. Rồi, chào cô nhé. Cái gì ạ? Cần gì cô cứ alo. Alo, bác ơi. Cái này vừa mút vừa chấm. Wow, luôn đúng không? Nhưng mà có cay không bố? Không, chắc không cay. Ơ, có ớt này. Đâu? Ui, chắc là không cay, tí nữa ăn thử xem. Đâu rồi nhé. Ăn cả thật, đừng bóc ra giường nhé. Khóa cửa tay gạt bị sập ở bên trong và bây giờ kẹt chốt không mở ra được. Rồi, đây để em gọi. Trái này á? Hello. Đây, trong đây. Thằng em, thằng cháu cho chị. Con đây. Chị ạ, cái chìa ở trong không vặn được cái gì nào? Ở trong nó là cái như này này em. Nhưng mà vặn được không? Không vặn được hay sao? Không vặn được à? Nó là không bắt cái nút vặn vặn. Ừ. Được rồi, bình tĩnh nhá, để bật điện đâu. Trong là một cái vặn đúng không? Ừ. Cái này. Mắt này. Xoay chưa? Mở được cái khóa của em không mở được cái chìa, chị cũng không nó mở được. Nó bị kẹt cái hộp rồi. Đúng rồi, chị để ở hờ rồi. Cái mắt đúng không? Mắt cái hộp này. Mở ra đi. Được rồi đấy. Ôi, thay khóa cho cháu đi. Đâu rồi, để anh xem nào. Cái này chắc chắn phải thay rồi, nó kẹt cái hộp này. Cứ tạm thời bỏ ra nhá, khi nào thích thì thay sau nhá. Bây giờ là 11 giờ đêm mà tôi đang nhận một kèo đi mở một cái khóa tay nắm tròn và làm lại chìa cho cái khóa tay nắm tròn đấy. Vậy, chào bác ạ. Dạ, vâng, thế trong phòng mình còn chìa dự phòng không anh? Không, cái này hầu như vứt đi hết rồi. Thôi được rồi, để tí em giải quyết cho. Để. Vâng, thế anh dẫn đường đi anh. Dạ. Đây, rồi. Rồi, ok, nhanh thôi. Để em tháo ra em nhìn phát. Được rồi, bây giờ cứ mở ra đã nhé. Mở xong rồi ta tính tiếp. Được, em giải quyết ngay cho. Một lần thôi, phải gọi không làm được. Mới đi xem chú làm được rồi. Xin chào, ui, nguy hiểm ấy. Chào chú Trần. Trèo giỏi thật đấy. Anh nhớ ấn nút đúng không? Nghe chắc là rồi, tường kiếp. Gãy luôn cả cây mở này. Trời đất. Đấy, vặn được cái này này, đúng không? Nhưng mà ngoài này vẫn không vặn được này. Bây giờ tháo ra để khắc phục lại đã, đây. Ở ngoài vẫn không vặn được này. Okay, okay.
Ui giời. À đây đây. Ở đây nó có cái chốt này. Nhưng mà sau này nó lại bị như này nhá. Bây giờ nó không vặn được đúng không? Okay. Bây giờ ở đây nó có cái gài này. Ấn nó xuống đây này. Cho vào cái thanh dãy này này. Vặn này này. Mà không bị nữa luôn đúng không? Là không bị nữa này. Đây. Okay, okay. Đấy, như bình thường là mọi hôm là nó đây là chế độ tự động khóa. Đây, xoay như này là bây giờ nó khóa tiếp này. Bây giờ ấn vào đây này. Xoay nó xuống đây này, nhả nó ra này. Đấy. Rồi bây giờ ta mới tháo ra để kiểm tra này. Ông nghịch phê. Ui giời ơi. Lên đây. Rồi, ok. Bye bye nhé. Bye bye. Bye bye. Chào chú. Ngoan nha. Ok, rồi, đồ anh. Dạ vâng, ok. Cảm ơn nhé. Dạ vâng, em xin phép. Dạ. Cho bác gửi. Dạ vâng, cháu xin ạ. Dạ vâng, cháu cho bác. Mày không xuống người ta không dạ. Ui rồi bác nói thế. Thì trong nhà mình chứ đi đâu. Biết rồi, phải lên phòng nó không có điện hòa. Vâng, thôi cháu đi đã. Dạ vâng. Dạ. Ngày hôm nay tôi nhận một kèo đục và lắp lại cái bộ khóa cửa nhôm kính. Thật ra thì cũng hơi bận nên là không có thời gian để quay tỉ mỉ cho anh em. Thì đầu tiên là chúng ta phải đo kích thước để mà đục khoét vào cái hộp. Sau khi mà đục được cái phần hộp giữa xong thì chúng ta sẽ đục hai cái phần lỗ bên ngoài để lắp cái phần chốt giữa này, lắp cái phần tim khóa này, sau đó thì vặn tốc trên dưới. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Thì loay hoay trong tầm một tiếng là đục khoét, lắp ráp, chỉnh chu và quét dọn. Đấy thế thôi. Thì cái bộ này thì công cán nó cũng chả đáng bao nhiêu cả. Nói chung là tình thương mến thương thì có thể là một tầm màu xanh. À không phải, nhầm. Có thể là hai tầm màu xanh, hoặc nếu như yêu quý thì là ba tầm màu xanh chẳng hạn. Ừ, thì nói chung là tình thương mến thương giúp đỡ nhau là chủ yếu thôi. Chứ còn nếu như mà muốn lên một cái lõi khóa hay là tim khóa mà tốt hơn thì mình có thể là thêm một nửa tầm màu xanh chẳng hạn. Không, một tầm màu xanh nữa cho nó chất thì nó sẽ là loại tốt hơn, cho dù là nó vẫn thế. Đấy, sau khi làm xong thì quét dọn mọi thứ thì bàn giao cho khách thôi. Đấy, thì mong là anh khách xem được video này thì cảm ơn anh đã chọn lựa và tin tưởng. Thật ra thì nó cũng chỉ có một tờ màu xanh thôi. Mình nói điều thì không biết là mọi người có tin không nữa. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và tin tưởng. Ngoài ra tôi có những sản phẩm gia phúc sen trong giỏ hàng nha. Cảm ơn anh. Chìa khóa của xe này nó bị gãy găm ở đây này. Đấy, chìa khóa gãy ra khỏi ổ khóa và thay một cái khóa tủ. Chơi. Em sửa cái khóa mà. Vâng. Cái nào nhỉ? Đấy. Anh vừa biết được gì vậy? Đây. À lắp hai cái đấy đúng không? Vâng. Rồi ok ok. Rồi. Cắt cái chìa khóa và phải mang cả cái máy đi đây này anh em này. Chìa khóa của xe này nó bị gãy găm ở đây này. Tí phải móc ra xong cắt cái chìa khác. Đi thế nào gãy thế này được à? Đây là móc này nè. À. Đấy đúng không? Ờ. Ừ. Dán nào. Bây giờ lắp vào máy kia. Ok chưa? Đúng rồi, mở cốp luôn. Được chưa? Có tí dầu vào cho nó. Ok. Ôi giời. Cái gì nhỉ? Làm cho đấy giờ 1 tiếng 400 nghìn à rồi. Chắc mình phải lên học nghề thôi. Đợi đợi em tí. Cơ quan xong rồi mấy đứa bạn trẻ con còn dạ.
con chạy ra, ui, chú kia, chú kia. Yeah. Hôm qua ông kia chả vừa thay khóa đấy thay. Dạ, thôi em đi đã, chào chị, dạ vâng, chào chị. Dạ. Thôi đi. Còn đá 50 phần cuối. Bàn chân lặng lẽ. Alo, mình làm chìa khóa phải không? Dạ. Xe nào? Dạ. Xanh nè. Dạ. Mấy thùng, mới tối qua mấy thùng lốp xong về bên kia ở đâu không biết. Ừ, để xem phát đã. Xe của ai đấy? Của mình à? Em có vứt ở đây không? Quá này nhìn nó cứ nhá nhá như nào. Ủa nó chặt thế. Thôi đi. Ờ đúng rồi, nó dày đấy. Cái chìa cũ nó mỏng quá. Cứ cắm kịch này là nó hết rồi. Này, cứ cắm kịch vào đến đây. Thử cái bên kia thử. Ờ, thử cốp luôn này. Ok chưa? Rồi. Thì lẻ không? Bác là bên kia anh nhờ, anh đúng không? Vâng, em kia anh đây. Giờ em mới để ý. Dạ. Em hay trong anh. Rồi, ok, chào anh em nhé. Rồi, ok, mình về đã. Rồi, rồi. Ok, xem nào. Tôi đi đây. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, ok. Thế nhá. Một sửa khóa tay nắm tròn. Khóa nó bị sao rồi à? Không bị sao đâu, thay cái phòng, thay cái khác thôi. À. Đâu? Ờ. Ở trên này à? Phòng nào? Phòng bên trái này á? À? Không phải thay cả bộ đâu, thay mỗi cái ổ khóa được rồi. Cái ổ khóa phòng ngủ thì hiện tại là mất chìa nhưng mà vẫn sử dụng được bình thường. Còn cái ổ khóa ngoài ban công thì bây giờ là kẹt cũng không có chìa luôn. Thì bây giờ sẽ thay mới một bộ. Nhưng mà bây giờ ngoài ban công thì rất ít dùng. Thì bây giờ sẽ lấy cái bộ ở trong phòng ngủ cho ra ngoài ban công, sau đó lắp một bộ mới tinh vào trong phòng ngủ. Đấy, nó quá hợp lý, quá là ok, giống như là những sản phẩm nón lá và giáp phúc sen ở trong giỏ hàng vậy. Thế thì làm tháo lắp cái khóa tay nắm tròn này thì cũng cực kỳ dễ, để tôi chia sẻ qua một chút. Xong rồi đầu tiên là chúng ta cần phải tháo cái cò ra đã, tháo cái phần tay, sau đó thì tháo cái phần nắp ngoài, sau đó thì tháo hai con vít, tháo hai con vít xong rồi tháo cái phần nắp trong, xong rồi rút cái lõi ra. Tháo ra cực kỳ đơn giản, anh em nào mà không biết lắp lại thì anh em chỉ việc sử dụng điện thoại nhé. Ở cái chỗ mà giữa cái độ mờ với lại cái mặt nạ, nó là cái phần đảo ngược, ấn vào đảo ngược phát là nó đảo ngược cái video lại là xong. Chúc anh em thành công. Ổ khóa kẹt dập không cắm được chìa phải làm như thế nào? Đẩy ra một cái rồi đúng không? Vâng, nó tuột cái viên bi rồi. Đây này. Vâng, thay được luôn chị ạ. Được lâu không? Mấy phút là xong ngay mà. Vâng, đợi em một chút để em đi lấy cái ổ khóa. Thôi được, cứ để anh tí, đóng vào nó lại kẹt mất. Được rồi nhá chị ơi, vâng, xong rồi đấy ạ. Thay đúng không? Vâng, thay ạ. Mở cái kia ra mới thay được. Em cảm ơn. Dạ vâng, chào chị ạ. Dạ vâng, em xin phép ạ. Bây giờ là 12 giờ trưa và tôi đang nhận một kèo đi thay hai bộ khóa cửa nhôm. Vâng, cô ơi, cháu đang ở chỗ cả. Dạ. Dạ, được, 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 gọi. Em có không? Hello. Ô. À, vâng, cô cứ dẫn đường đi, để cháu đi ra. Vâng, để cháu xem nào. Dạ, ui rồi thế lâu lắm rồi cô nhỉ? Ừ. Đây cô nhá, chìa đây nhá, nó được đến tận 3 cái luôn. Ừ. Rồi, cho khóa này. Ừ.
Vâng, đấy. Vâng. Cô nhớ cất cái chìa nhé. Dạ. Ở đâu hả cô? À, nhà mình rộng được 2 gian. Nhiều khi mình không nghĩ ra. Nhưng mà phải kéo vào trong này một tí. Cái này là cái này nó hơi lỏng lẻo. Đúng rồi, nó cũng không phải là bê tông. Đường này là nó chạy lên tận trên đấy à? Wow. Ôi, lâu lắm rồi cháu chưa được đi ra cái chỗ này. Nó là đằng qua đằng sau Lý Văn Đản đấy. Dạ vâng. Cảm ơn cháu. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ vâng. Con dùng được không nhá? Con không phải tiền đâu, ông cầm lấy dùng đi để con đi đây. Đối với kiểu ổ khóa từ bãi đồng nát như này còn chìa nhưng mà không vặn được thì phải làm như thế nào? Bổ sung thêm sắt cho nó. Cái gì không? Vâng, cái khóa này phải sửa. À, không bị sao? Nó bị sao? Chả biết. À, nó không đúng chìa đúng không? À, chịu. Chắc không phải chìa. Thôi con cứ cầm về con làm xem được thì làm cho ông. Được nhé. Làm lại giả. Vâng, được rồi, để con giải quyết cho. Đây, bây giờ có chìa cắm vào không vặn được. Đây, như anh em có thể thấy cái phần này nó bị lõm này. Đây, nó bị lõm xuống, bây giờ chúng ta cần phải điều chỉnh lại cho. Nói chung là cái ổ khóa này thì người ta bán đồng nát là cũng đúng rồi. Đấy, nó nặng như thế này thì người lớn với trẻ con thì làm sao mà dùng được, chỉ có thanh niên dùng thôi. Rất là khó để sử dụng. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ áp dụng cái công thức là của những người thợ rèn. Đấy, thì tôi cứ búa bên trái rồi lại búa bên phải đi lật lại. Búa cho nó cong lại cái ổ khóa để cho cái lõi khóa nó trơn. Thế thôi, cái may mắn là mình cũng được trải qua cái làng nghề da Phúc Sen mấy năm nay. Thì tất cả những sản phẩm da Phúc Sen thì vẫn có trong giỏ hàng, anh em có thể lựa chọn. Và tôi vẫn đang cố gắng để khắc phục và giúp đỡ cho bác khách những cái đơn giản nhất thôi. Tôi sẽ lấy ít mỡ bò cho vào đây xem nó có trơn hơn được tí nào không. Mong là nó trơn được cái phần lõi để mở cho nó dễ. Ok, đấy nhưng mà nó vẫn hơi nặng. Cái này thì có nghĩa là phải sử dụng nhiều thì tôi nghĩ là nó sẽ trơn tru hơn so với bây giờ. Đó, thì cũng mong là giúp cho mọi người được phần nào thì hay phần đấy thôi. Ông ơi! Ông! À. Đây khóa được ông nhé, nó hơi nặng tí, con sửa cho ông rồi đấy. Nhận đây. Rồi. Đó, vẫn dùng được ông nhé. Con không phải tiền đâu, ông cầm lấy dùng đi để con đi đây. Cảm ơn nhé. Vâng, con phải đi làm đã. Dạ. Vậy là ngày hôm nay tôi đã dò xong một cặp quay 110 cách cửa hàng của tôi tầm hơn 10 km. Tôi sử dụng dụng cụ 2-in-1 vừa mở khóa đo bi và để làm chìa. Nói chung là làm nhiều thì sẽ hiểu thôi. Cảm ơn các bạn. Dịch này ra đây tí nhé, dịch xe đây tí nhé. 11. Sao quả lốp này, quả lốp phải thay rồi đúng không? Có nhiều anh em xem video xong cũng thắc mắc và muốn mua, cũng muốn sử dụng, muốn làm thợ khóa. Nhưng mà một cái cây dụng cụ 2-in-1 này vừa mở khóa đo bi và để làm chìa, không phải chọc vào mở được luôn, mà cũng phải luyện tập rất nhiều, phải bấm từng viên bi và phải cảm nhận từng viên bi bên trong. Cái lưỡi mở của nó rất mỏng và nhẹ, nếu mà chạm mạnh quá hay là sử dụng quá nhiều lực thì nó sẽ bị gãy. Và một cây này không hề rẻ tiền, cái gì nó cũng phải cần sự kiên trì và cố gắng, nỗ lực thời gian nhiều. Sau khi mà đo được ra những cái số bi đấy, tôi ghi vào điện thoại, có thể sử dụng những cái máy móc hiện đại hơn, hoặc nếu như mà không đầu tư máy móc thì tôi giũa bằng tay, tôi lấy kìm tôi bấm từng cái số một, sau khi bấm xong tôi giũa lại là mở được luôn. Thì thật ra thì những cái này là mình làm hàng ngày thì nó có thể mở được. Cái này mình có thể làm được cho xe hòn đá hay là Yamaha cũng ok, mỗi một loại một cây. Còn ô tô thì nó có rất là nhiều cây một loại một hãng, nó rất là nhiều. Mỗi một cây trung bình nó tầm đâu đấy có thể là củ, có thể là hơn. Mỗi một hãng xe thì nó có tầm vài chục loại cây khác nhau, mỗi một loại cây một mã khác nhau. Thì nếu như mà anh em thật sự đã thích thì mình có thể đầu tư, mình phấn đấu, mình học, cố gắng theo đuổi đam mê. Làm kiểu gì chả thất bại vài lần, nhưng mà thất bại nhiều sẽ thành công, không vấn đề. Hai chân nó vẫn lết được, còn một con là lâu lâu bước được nhưng chân nó trõi ra, rất sập ra. Đúng. Ơ chị nhặt về nuôi này. Ôm đứng im, tất cả đã bao vây. Cái khóa, cái này đâu, cái trong buồng. Thằng này đi ra này, ấn ghế vào. À, cái này là tròn đúng không? Rồi. Quá. Đi chở sang bên này, sang bên này nhỉ? Ai xem? Cái gì? Ui, con mèo to thế. Ui, con chó đó. Sao là thế? Đóng cửa đi. Đi ra ngoài trong nhà, nên một người ở đây được rồi. Này đây, này đỉnh thế. Này ấy không được đâu. Ông à, ông đóng à? Đấy. Ơi, vào đây. Trời ơi, yêu lắm ý. Con đáng yêu lắm. Đây, con này hôm nào ông nhặt được của sắp tác ba con. Bị từ sáng, bị từ trưa rồi mà. Chị ở đây luôn à? Chị ở đây luôn mà. Sao lại ơ đó thế nào?
Từ giờ con nhớ con đưa ấn hết kia nhá. Đây nhá, đi ra ngoài đừng ấn này không nhá. Đâu để tôi thử lại nào. Bùm, đấy như thế là đóng đúng không? Ok, ok được rồi. Ấn trong cái vào xong con lại đi ra cái đóng. Con ơi, vệ sinh cũng như thế nhá con nhá. Có khi hôm nào con phải nhanh nhất con. Mày đi làm thuê cho chú thì kiếm 50.000 đi. Tao kết lắm ấy, cả ngày phá hoại không. Con nhớ tay quá. Ê, vâng, em xin nhá. Khóa này vẫn dùng ok chứ? Ừ, mà không có khóa cho mình. Thôi được rồi, hôm nào ấy thì em hợp kiếm cho. Không phải ngon nhá. Lần sau lấy đắt hơn nhá. Úi giời bác. Dạ, thôi em xin phép về đã. Bây giờ là 7 giờ sáng và tôi đang lang thang ngoài đường ngoài chợ đây anh em ơi. Đi làm quá. Vướng cái này này, vặn vặn cái này, vướng cái này nó khó vặn lắm. Ok. Ok được cái nhá, nào ra thử cái nào, xem ơi. Thử đi, thử đi. Được rồi, được rồi. Thử đi, thử đi. Ông hạt tiền đây. 5 1, ô kìa đùa, ra thử cái đây, đây. Lấy có 100 được ạ. Ôi, xe phải lấy mấy trăm nhỉ? Đây này. Đây nó bị mắc cái này nên khó mở này, nó bị vướng cái góc này thôi này. Thì bạn này ok rồi đấy nhá. Đây này. Đây bàn giao cho bác nhá. Rồi. Bác thử cái đi. Mở trên đi cho nó yên tâm. Đấy. Lên điện chưa bác? Về về mo cái cho nó yên tâm đấy rồi. Ok ok. Vâng, nhất trí. Ngày hôm nay tôi nhận một kèo khóa cửa gỗ còn chìa vặn nhưng không mở được. Vâng, nhà em bên kia mà. Dạ. Có bị sao? À bị kẹt. Có người bị kẹt. Ê, xin chào em. Ai bị kẹt? Đây cửa đây. À đây. Bây giờ có chìa không mở được à? Đúng rồi, nếu mà xoay được như này chắc chắn là phải chìa này rồi. Nhưng mà cái chốt này nó không nhảy là do cái phần hụt ở dưới chốt này rồi. Ok, xin cảm ơn. Đấy, nó xoay rồi đúng không? Đấy, ok. Rồi, rồi. Đấy thì để em kiểm tra cái này. Con không sao mà chú thế. Đây ở ngoài vẫn vặn bình thường này. Đấy, không sao này. Bây giờ lắp vào đây là nó lại bị kẹt là vấn đề gì? À rồi, hiểu rồi. Bây giờ phải hạ cái này xuống một tí. Nó đang bị mắc. Chắc là kiểu cái cửa nó kiểu nó co ngóp nở ấy anh. Chủ yếu. Lâu ngày cái gỗ này nó nở ra, nó sệ xuống rồi. Không sao, được rồi, thế thôi. Chả hiểu sao cuộc đời cứ gắn liền với mấy cái nắp bình dầu là không mở được. Đông nghịt thế. Người nghe về sao ấy? Đâu? Đang tìm. Bóc bánh à? Đâu? Nhảy đâu? Xe cộ đâu? Trẻ con thôi. Ui, nguy hiểm ấy. Dại quá nhỉ, yêu đương này. Chưa yêu mà không biết cảm giác. Còn trẻ đừng có mà dại dột như này. Thôi đi nhá. Cực kỳ nguy hiểm anh em ạ. Để tắt hương rồi. Ui. Nguy hiểm ấy. Chả biết được thì nào, đang tìm. Thanh niên. Đâu cái chìa đâu em, nhìn cái chìa phát này nào. May mà lên TikTok còn thấy cái nick của anh thì ôi trời. Sao bằng thì thiếu gì thợ lo. Cứ sợ cái gì. Viên bi từ bị rơi mất và nắp từ trờn không mở được ổ khóa. Thế lúc nãy đi thử chìa phát nào chưa hay là vừa mới xuống xe, vừa mới lấy xe? Xuống xe thôi. Thế là chưa được đi thử lần chìa lần nào đâu đúng không? Chưa. Ấy nhờ, sợ còn không đúng chìa nữa thì thôi. Đúng chìa của nó mà. Vẫn quay video vẫn đủ bình thường không anh mà.
Thắp Hương chứng tỏ tìm thấy đấy nhỉ? Chả biết được, thấy Thắp Hương ngoài kia rồi, thấy có cái xe. Nhưng mà chả biết là xe đâu. Phứt được đấy. Quay. Quay nhiệt. Thành niên lại rồi quá. Tê. Cái này nó hơi to. Xong lần đó. Vặn như nào anh? Làm lại được chìa khóa rồi nhưng mà vẫn không biết vặn mở nắp bình dầu kiểu gì. Thì tôi đã làm xong và lĩnh lương đi về nhưng mà không mở được cái nắp bình dầu. Tôi vẫn không biết tại sao là không mở được cái nắp bình dầu đấy. Có anh em nào đang sử dụng cái nắp bình dầu này thì làm ơn cho tôi một cái bình luận để giúp tôi, để giúp anh khách với, anh vẫn chưa mở được. Bây giờ là 10 giờ sáng và tôi đang nhận một kèo đi thay thế một cái tim khóa. Hiện tại cắm chìa và không mở được. Vâng, chào chị. Vâng, cái khóa bị sao chị ơi? Cái này đúng không? Ủa em không cắm được. Lần trước còn cần được như thế này, tầm là may còn có kiểu bên cạnh này. Đấy, ok nhiều rồi, cái này nó cũng hay bị mà. Cái nó bị kẹt cái bi. Nó vẫn được hai cái đúng không? Không cần phải chìa đỡ bị kẹt. Đấy, vẫn hai vòng như thế. Cắm chìa mở đi. Một vòng cũng được, hai vòng cũng được. Bây giờ xoay sang bên phải đúng không? Dạ. Ngang ra rút đúng không? Kiểm tra em phải cửa. Rồi ok, chị dẫn đi. Trong này này. Cảm giác như con à, cái này sợ nó gãy mất cái miếng đấy rồi. Người ta nhiều lúc bảo có hai con ở trong mà con không ra được đâu mà. Em tháo ra xem có phải có khi gãy thật. Mình làm được cả ô tô, xe máy, rất là tật các loại về khóa. Vâng. Cái dãy này cũng làm nhiều nhà phết đấy. Không, không biết gì đâu. Hôm buổi sáng đi qua bên cạnh mở cửa đi, ba con trẻ đi đâu về? Và cháu ở nhà ấy đi đâu? Vâng. Ba nhà nghỉ thì bảo hôm trước nhà chị trước bên kia sửa. Vâng, thì cô nhà nghỉ Dương Cầm đấy, em cũng sửa cho mấy lần rồi mà. Cái này ấy, cái ốp này đây à, nó nứt này nó vỡ. Nào thì... Ui, bao nhiêu tuổi mà nó trèo lên đây được, nguy hiểm đấy. Từ thôi ông. Dạ vâng, em xin. Vâng, ok chị ạ. Vâng, em về đã. Chào chị. Cô cảm ơn cháu nha. Thôi, không đi đâu mà. Nhá. Thôi cháu đi đã, được không? Khóa nắp từ bị đóng phải làm như thế nào? Được không? Dạ. Được rồi, được rồi. Cái này nó bị sao? Bè cái khóa này rồi cái gì rồi. Sao chọc cái gì vào đây mà nó toét hết cả ra như này? Nãy lấy Covid để chọc. Alo, lấy bá luôn rồi này luôn. Lấy cái đấy đục à? Ừ. Túi này. Thua. Xây mày rồi. Thua, chẳng phải thua. Cái này được à? Đây, cắt cho cái chìa khác vào là dùng. Cái này nó mất hết chìa, mất hết đồng rồi. Cái okay. Này phải lấy công cao mới được như này. Nó phải chọc về gì nữa. Được chưa? Bây giờ không khóa nữa. Nó được, bây giờ vẫn dùng được. Bây giờ cắt chìa vào đây là dùng chìa này được. Nào đưa cái chìa cái này để cắt vào. Không sao đâu. Không khóa cổ nữa. Nó là không khóa được rồi, lại lấy tay bẻ vắt nó bật cho lên. Đập cho nó say biết, được. Người ta biết, người ta có thở, người ta ta biết làm. Nó được thì... nhiều tội. Mấy chứ mở cứ đóng cửa đi, nếu đóng cửa thì cô không dám gọi cháu rồi. Cô đang mở cửa đi. Nè, được chưa? Khóa cổ nè. Mở nè, được chưa? Đấy. Cắt nốt cái này rồi mở cốp thử. Cắt cái kim đi. Đây. Đây. Thử bên này luôn. Mày tin ổn lắm ạ. Ok, được rồi đấy.
Đã nghĩ ra là phải 100 nhưng mà lấy 50. Này. Nè. Cháu rồi, mà. Ok cô. Đây có tiền mà. Lên lên. Đây, được rồi nhá. Thôi được rồi. Nè cái chìa khóa ở đây. Ngày nào chẳng gặp nhau à? Mất rồi ngủ chưa đúng không? Không sao đâu. Ngày nào cũng gặp mà. Nhá, thôi được rồi, cháu đi đã. Rồi, chào. Vâng, chào cô. Dạ. Được rồi. Ok. Về nhá. Dạ. Ngày hôm nay tôi nhận một kèo đi phá một cái khóa chống cắt mới dùng được có 2 lần. Một cái khóa này đến đây hình như lâu lắm rồi đúng không anh? Lâu lắm rồi. Ngày xưa em đi học qua đây suốt, ngày nào cũng đi qua. Nhà này không có người ở, mười mấy năm rồi anh ạ. Cái đút vào được chắc phết thế nhỉ? Quá chắc rồi nhỉ? Đây. Anh gửi tiền thôi. Vâng, đấy cả khóa cả công 100 nghìn. Vâng, có cái em xin. Dạ vâng. Lâu. Đó, em đi về đã. Rồi, chào anh chị. Dạ vâng ạ. Biết thì nó nhanh thôi. Cái này cháu cũng lên sửa cho chi này rồi. Nhiều thứ. Cái này mình có dùng khóa được không? Không mất rồi. Nhà em mất lâu rồi nha. Ui giời. Ôi. Thôi được rồi, bây giờ như này. Hiện đây em thay cho cái cục này. Tiền thì vẫn tính như thế đâu. Ôi, hay quá anh. Ôi rồi, ôi cảm ơn em. Ngày hôm nay định đi làm không quay video, anh chị chủ nhà lại quay xong rồi là lại kho thêm cho 50. Nói chung là nhiều khi mình nhiệt tình mình làm mọi thứ thì cũng được mọi người cũng giúp đỡ nhiệt tình. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn quan tâm ủng hộ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn chú. Con cảm ơn bố ạ. Yêu bạn, yêu bạn. Khóa đĩa báo động. Đóng gói một ổ khóa đĩa báo động thì như thế nào? Đầu tiên là chúng ta cũng cần phải những tờ bìa, những loại giấy để lót. Chúng ta sẽ làm cho nó được êm và không bị sốc khi mà gửi hàng hay là có quăng quật. Thì tôi cũng tìm đến những cái chỗ đồng nát, những cái chỗ giấy vụn như này để tìm những cái tờ bìa để đóng gói cho anh em. Ngoài cái thời gian mà tìm bìa ra thì tôi cũng có một cái sở thích nữa, đó là tìm những cuốn sách cũ, cuốn truyện cũ. Thì tôi phải tìm mấy bới hết những cái bao này của những cái cô, những cái bác bán đồng nát. Thật ra thì họ cũng không ưng ý đâu, nhưng mà mình làm nhiều, mua nhiều, cũng gặp nhau nhiều lần rồi thì họ cũng thấy ưng ý. Sau khi tôi đổ hết ra, tôi nhặt xong thì tôi lại sắp gọn và trả cho người ta và mua giấy mang về nhà. Thì bây giờ tôi bắt đầu cắt những cái hộp này ra, tôi cắt những cái bìa cắt tông này ra theo kích thước, bắt đầu sẽ chia nó ra theo cái ô hợp lý của nó, tính toán như nào. Xong bắt đầu chúng ta sẽ lấy một cái cữ sẵn và chia theo tất cả rồi cắt gọn nó vào. Mong muốn là làm mọi thứ để cho vợ con mình đỡ phải vất vả thế thôi. Đấy, cố gắng được cái gì thì hay cái đấy. Như anh em cũng thấy thì và anh shipper đang lấy hàng đây rồi, thì mong là những đơn hàng này sẽ đến tay của anh em một ngày sớm nhất. Bé tập gì đây? Mình xem là tối vừa kể được không? Hay không? Hay. Hey, tặng cho Băng này. Mở như nào á? Ở như nào chị? Này là chuyện đấy. Mở như nào chứ? Đây nhá. Wow, nhiều không? Luôn. Một con gấu này. Con này là con gì đây, Băng? Con thỏ với con chim nha. Ui, chính xác, con gì đây? Con thỏ. Con này con thỏ á? Con thỏ nâu. Thỏ nâu à? Thế cái này? Con của bạn thỏ. Đây này, ngày chủ nhật gấu con xin phép mẹ ra đường chơi cùng các bạn. Gấu mẹ dặn con chơi ngoan nhé, nếu làm sai điều gì con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn. Cảm ơn đúng chính xác. Mở và thay một cái khóa tay gạt bị gãy tay như thế này. Bà ơi, khóa bị sao à? Gãy khóa. Ở đâu mới? Cái này không biết là 3 lần đổi điện. Cái nào? Cái cửa ngoài trên này á? Không. Hay là cửa khác? Cửa đằng trước này là? Đằng trước này là? Tránh ra.
Thôi ông ấy rách của tôi rách lắm rồi đấy ông. Hello. Xin chào. Đấy, toàn làm cái đây này. Cái buồng này là không biết xử lý bao nhiêu lần nữa đây này, nó gãy cái tay nắm này rồi, bây giờ không mở được ấy. Bây giờ là không mở được thôi là. Có buồng nào đi ngồi kia nào đấy nào. Ok. Cửa khóa nhà tắm cửa lên nào chứ? Chưa. Ừ, nó cũng chỉ gãy cái tay nắm kiểu này. Ờ. Được, thế thì ta lại lấy cái tay này lắp vào tay kia. Như anh em vừa xem qua thì phần khóa này nó hiện tại đang gãy phần nắp bên ngoài. Thì bây giờ tất nhiên là họ không có bán rời cái phần nắp bên ngoài mà bắt buộc phải mua nguyên cả một bộ khóa về để thay. Nhưng mà nói thật với anh em thì bà cũng khó khăn, nhà có hai bà cháu mà cháu suốt ngày ốm đau mà suốt ngày bị kẹt khóa. Thì mình cũng đã hỗ trợ và sửa một vài cái khóa khác rồi. Mình cũng đã mở cái phòng này để giúp cháu bé đi ra ngoài một lần rồi. Và ngày hôm nay thì mình lại đến đây để thay cháu bé suốt ngày nghịch. Thì thôi, mình quyết định là mình sẽ mua nguyên cả một bộ và chỉ thay cho bà một cái phần bộ tay mới thôi. Còn cái phần tay cũ thì mình sẽ dành để sửa lại cho cái phần phòng nhà tắm của bà. Đấy, thế thì mình sẽ chỉ tính 100 ngàn thôi. Nói thật với anh em thì đừng có suy nghĩ đắt rẻ. Tại vì tôi mong muốn là giúp được gì nhỏ bé thôi. Đấy là tất cả những thứ tôi có thể. Tại vì xăng xe đi lại này kia, công cán, làm và phải sửa sang lại. Đấy là... Thật ra 100 ngàn còn không đủ tiền mua một bộ khóa. Nhưng mà không vấn đề. Thì mong anh em thông cảm cho tôi. Tại vì cuộc sống còn nhiều người khó khăn hơn mình. Còn tôi không phải làm vì tiền. Nói thật với anh em, nhiều khi tôi muốn giúp mọi người thôi. Cảm ơn anh em đã thông cảm. Còn về cái vấn đề giá cả so với tỉnh khác hay là so với thợ khác mà cao hay đắt thì mong anh em thông cảm cho tôi. Tại vì tôi thấy nhiều người còn khó khăn và tôi muốn giúp, chứ không phải là phá giá hay là hơn ai cái gì cả. Cảm ơn anh em đã thông cảm và thấu hiểu nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, chào xin. Rồi, chào bà nhé. Dạ, vâng, chào bà. Ok, được rồi, thôi. Tiện giúp thôi nhé, cháu đi đã. Vâng. Cảm ơn cháu. Dạ, chào xin. À. 6 rưỡi tối tôi đang nhận một kéo đi dò lại chìa khóa xe RSX. Ở cách cửa hàng của tôi tầm hơn 10 km. Ôi, đúng là đồng quê. Lý do chọn ở lại Cao Bằng thật là tuyệt vời anh em ạ. Chào bác. Xe nào anh? Vâng, chào cô. Anh làm món gì đây ạ? Vâng, chào cô. Cô làm cái xe này ạ? Vâng, thì cháu xe nào? Cái ô tô này mà. À, thế đi rơi ở ruộng hay sao ạ? Cô biết đi rồi, bây giờ cô thích làm lại. Đấy chá, máu. Thế mới căng gì? Căng... Cái ổ này với ổ này có dùng chung một chiều không ạ? Một chiều. Vâng, đây để cháu giải quyết ngay. Đây, xin mời, quá. Được không? Mừng hết cả nào. Cứ thử cho nó thoải mái, kỹ kỹ vào. Rơi đi à. Cảm ơn cháu. Dạ, cháu xin. Cái đoạn này mau lắm à? Dạ, thích nhất cái này thôi. Cảm ơn cháu này, cảm ơn bố My nhiều. Dạ. Không thì không có bố My ấy. Lúc này dắt bây giờ vẫn đến nhà. Vậy là ngày hôm nay tôi đã dò lại được cặp chìa cho xe RSX. Hiện tại trời đang mưa và tôi đang trú ở một cái nhà văn hóa. Đồng quê ở Cao Bằng đấy, anh em thấy nó tuyệt vời không? Ok đúng không? Ngày hôm nay tôi nhận một kèo dò lại chìa khóa xe Sirius. Một mình một khu nhà. Vâng, chào anh. Dạ. Đây để em kiểm tra cho. Hai chìa nó mất hết. Ngồi chí không anh? Không cần rồi, anh cứ đợi đợi anh.
cần làm cứ gì cứ làm. Nè, cắm cơm đi Tiến. Ổ khóa điện của anh khách hơi trờn và có vẻ đã bị kẹt bi. Bây giờ cần phải kiểm tra lại xem mở nó có trơn tru không, còn biết điều chỉnh lại cái nhíp răng. Ê, nó nhẹ nhàng thế đấy. Vâng, đấy, phải cố gắng chỉnh lắm đấy. Nó được mặt này nó cái cả hai mặt đấy. Cũng tưởng 10.000 thấy nó chun ở trong. Ôi, lại nhìn thấy ánh mặt trời là thật là tươi sáng anh em ạ. Làm thế nào để kiếm 2 lít trong vòng 5 phút? Đây, cái khóa này là khóa bịt đầu này. Ở ngoài không cắm chìa vào được này. Cái loại này là nó chỉ một đầu thôi. Bây giờ mình đổi cái nắp này thành cái loại 2 đầu thì với mới lắp được cái lõi xuyên thông qua như này. Đấy. Đấy, mới tinh ấy nhá. Mới là chưa bóc tem này. Đổi cho hẳn cái lõi, đổi cho hẳn cái nắp. Uy tín chưa? Đấy, cái lắp như này. Đấy, như này thì dùng được cả trong cả ngoài. Cái kia nó bị bịt được cái đời tống. Bây giờ mình cần chìa khóa lại. Qua có một. Không có đầu, bây giờ chuyển thành cái loại lắp được cả đầu ra đây rồi, đúng không? Anh sửa khóa đâu ạ? Đúng rồi, thằng cu em sửa khóa về đây. Vâng, anh cần sửa khóa gì anh? Vào đây sửa cho anh cái khóa này, nó bị kẹt. Mở không được em ạ. Đây này. À, đây là một con khóa trùng cắp anh ạ. Vâng, con khóa này khóa trùng cắp. Nhưng anh mở không được, đây để anh lấy chìa khóa cho. À, khóa đây phắc kê anh ạ, khóa phắc kê, hàng nhái nhái. Phắc kê, để anh lấy chìa khóa cho. Ok, anh lấy kiểm tra. Ô, à, sao? À, cái ổ này của anh nó phát keng ạ, à, nhưng mà thôi. Không mở nhanh ấy. Cái ổ này đây này, anh nhìn này. Đây, em lấy cái chìa linh tinh về, nói chung là cũng vặn vặn được tí xíu. Đây, cái ổ này lõm lõm như này, nó là hàng phát keng này. Mà chuẩn của nó ấy, thì nó phải bằng như này. Đấy, còn cái hàng mà lõm lõm như này nhìn nó đuối đuối như này này. Ở trong này cốt bằng nhựa, anh hiểu không? Cốt bằng nhựa thì nó rất là yếu. Cốt bằng đồng này thì nó tốt hơn. Đây, thế em xin phép em đổi cho anh ổ này. Ôi, thế anh cảm ơn. Đấy, thì em cầm ổ này thôi. Thế câu cán như nào? Không phải vì 100.000 em đến đây giúp anh đâu anh. Anh em giúp đỡ nhau thôi. Ờ, thế anh cảm ơn nhé. À. Sao em? Chưa về à? Em quên cái đồ ấy mà. À, quên túi đồ đi. Ờ, thế quên túi đồ xong về thôi. Anh cảm ơn nhé. Ui, thằng em tốt quá. Không nước đôi gì anh. À, thôi, em đang bận. Anh cảm ơn nhé. Ui, tốt quá. À, về nhé. Anh thêm 100 nữa, cảm ơn anh đấy. Bây giờ là 8 giờ tối, tôi đang nhận một kèo đi mở một cái khóa điện tử quê chìa trong nhà. Lại là một cái khóa điện tử trục trặc, có hôm thì cắm chìa không được, hôm thì cái chốt nó không nhảy, hôm thì pin nó không nhận. Nói thật với anh em thì cái khóa điện tử cũng chưa phải là nó ok nhất đâu, chẳng qua nó tiện hơn cho anh em là không phải chìa chiếc, không phải nhiều thứ nó cầu kỳ, đúng là hiện đại thì nhiều khi nó cũng hơi hại điện. May mắn là cái nhà này vẫn còn là nhà mặt đất và ở thấp, có cửa phụ đằng sau thì mới vào để mở đằng sau, xong rồi mở lên cửa trên được. Chứ còn ví dụ như là nhà chung cư hay là nhà trên cao thì chắc là chỉ có nạy cửa hay là bật cửa trong những cái trường hợp khẩn cấp thôi. Thật sự là cũng cần phải điều chỉnh lại. Ví dụ như là ổ khóa cơ của khóa điện tử này mà còn không cắm chìa được thì cũng khá là trục trặc đấy anh em ạ. Đây để khóa vào nhé. Đúng rồi. Cái đấy thì đơn giản. Này, không biết là có rào không? Nó không rào nhưng mà nó kín lắm. Ở đây lúc nào cũng rào nhỉ? Dạ. Yeah. An toàn cái gì? Ok, được rồi đấy. Rồi, ok chị nhá. Quên chìa là có cái cửa này. Ôi, thôi, đừng lần rào. Vâng, 100k chị ạ. Em cảm ơn nhá. Rồi, cảm ơn chị nhá. Rồi, vâng, em về đây.